giảng tòa nhân sanh hạnh phúc Làm thế nào để trở thành một người tốt chân thật đúng như Pháp Người giảng thầy giáo Thái Lệ Húc Số 1 tổ tiên xa xưa 4.500 năm trước Giáo dục con cháu của họ như thế nào Số 2 thực hiện giáo dục đức hạnh như thế nào Số 3 quy tắc nhân sanh đầu tiên đề tự quy Ngày 20 tháng 11 năm 2004 Thành phố Hải Khẩu trung tâm dở lòng quốc học Hiếu Liêm Khi tiến hành phỏng vấn hơn 8.000 người Có đến 71% phần trăm học sinh Đã từng quay cướp Có đến 68% phần trăm Học sinh Đã từng đánh nhau với người khác Có đến 35% phần trăm học sinh Đã từng ăn cắp một món đồ gì đó Ở chợ Mà câu hỏi sau cùng của bài phỏng vấn tâm lý này Đã đưa ra bạn cảm thấy Tư tưởng của mình Cao quý hay không Đạo đức cao quý hay không Đây là cái câu hỏi cuối cùng Thế mà tất cả câu trả lời Của hơn 8.000 học sinh được hỏi Có đến 96% người nói là Họ là người có đạo đức cao thượng Không biết các vị bằng hữu Có nghe rõ ràng hay không 71% học sinh Từng gian lận thi cử 68% học sinh thì từng đánh nhau 35% học sinh thì từng lấy cấp đồ đạc Thế mà ngược lại Có đến 96% học sinh nghĩ rằng phẩm đức của chúng cao quý Cái gì bằng hữu Chúng dựa vào tiêu chuẩn của ai vậy? Của bản thân chúng Cho nên Tổng thống Bush Người Mỹ cảm thấy là họ thấy ai không đúng thì họ đánh người đó cho nên thế hệ sau của họ cũng cảm thấy như thế này tôi cảm thấy bạn không đúng thì cũng có thể đánh cho nên 68 phần trăm học sinh đều đã từng đánh nhau họ vẫn nghĩ rằng phẩm đức của mình rất cao thượng vì vậy chúng ta thường nói giáo dục đời sau quan trọng nhất chính là lấy mình ra làm gương bạn có dùng nhiều tiền hơn thì có thể dạy cho thế hệ sau được tốt hay không đây là chuyện không thể nào vì thế chúng ta hãy suy nghĩ một chút nếu như quan niệm tư tưởng của con cái chúng ta cứ tiếp tục đi theo cái con đường đó thì chúng sẽ cạnh tranh thì chúng sẽ chiến tranh xin hỏi ai sẽ bị cái tai ương đầu tiên Tin là nắm đấm của nó nhất định sẽ dành cho người thân nhất của nó Ai thân nhất? Là cha mẹ Ồ sao các vị biết cả vậy? Cho nên phải suy nghĩ Người muốn lựa chọn một con đường Thì nhất định phải có sức phán đoán trước Người Tây Phương hiện nay có cảm thấy được Rằng họ đi đến một cái ngõ cục hay là không Họ đều biết cả nhưng mà không dám thừa nhận Đều âm thầm mà giải quyết vì thế năm 1988 có 75 người nhận giải thưởng nobel 75 người đã đến dự một hội nghị chung tại paris đã phát biểu một cái tuyên ngôn chung trong tuyên ngôn đó nói là con người của thế kỷ 21 mà muốn được sanh tồn thì phải tiếp thu trở lại cái trí huệ của khổng lão phu tử giàu hơn 2.000 năm trước phải tiếp nhận trở lại Cái trí huệ của khổng lão phu tử vào hơn hai 000 năm trước Các vị bằng hữu Người nhận giải thưởng Nobel Đều là người có thân phận như thế nào Đều là người xuất sắc nhất Trong từng cái lãnh vực Họ mới có thể nhận được giải thưởng Nobel Thế mà trái lại họ đều Trăm miệng một lời mà nói ra Hy vọng con người của thế kỷ 21 Muốn có ngày tháng tốt đẹp phải nhanh chóng thật sự tiếp nhận cái trí huệ của Thánh Hiền Mà những năm 70 Có một nhà triết học, nhà lịch sử học Đã ảnh hưởng toàn thế giới Là giáo sư Tha Ân Tỷ Ông cũng đã nhắc đến việc Phải giải quyết cái vấn đề của thế kỷ 21 Chỉ có hai thứ tư tưởng Có thể giải quyết là người nước Anh Một nhà đại sử học của Anh Quốc đã nói ông đề ra chỉ có học thuyết khổng mạnh và phật pháp đại thừa học thuyết khổng mạnh và phật pháp đại thừa các gì bằng hữu chúng ta hãy suy nghĩ một chút cái cốt loại của học thuyết khổng mạnh tại đâu Ở tại nhân từ Tư tưởng của khổng phu tử Lấy nhân làm trung tâm Lại nữa Các cốt lõi của Phật Pháp Đại Thừa Là cái gì Từ bi Điều mà được nói ra ở đây Kỳ thực hiền triết của Vương Tây Có cùng một lúc Đem những trọng điểm này Mà nói ra hay không giê xu của phương Tây Khi tu giáo cũng vậy Thiên chú giáo cũng vậy Đã nhấn mạnh cái điều gì bác ái Cho nên hiện triết Tây Phương Cũng điểm ra được điều giống nhau Vì vậy tất cả những thánh hiền nhân Lập giáo để giáo huấn cho chúng ta Quan trọng nhất là những gì Nhân từ bác ái đây là cái cốt lõi học thuyết của Thánh Nhân Chỉ có từ cái điểm xuất phát này Để xây dựng tư tưởng con người Mới có thể khiến con người với nhau Có những ngày tháng tốt đẹp Vậy chúng ta hãy xem một chút Nhân từ cũng được Từ bi cũng được Bác ái cũng vậy Phải bắt đầu từ cái căn bản gì Quân tử dụ bổn bổn lập nhi đạo sanh bạn phải xây cái nền móng cho tốt thì mới có thể xây được cái nhà nền móng mà không làm tốt cho dù hô hào khẩu hiệu tốt đến đâu ngôi nhà có xây cho cao ngày nào đó động đất thì làm sao đổ hết nền móng ở đâu khổng phu tự nói cái căn bản của lòng nhân từ là ở đâu căn bản của đức hạnh nằm ở đâu hiếu đạo Việc này đã được Tư duy văn hóa Trung Quốc Đông Phương giảng dạy rất rõ ràng Còn trong văn hóa phương Tây Thì hiếu đạo không được xây dựng nên Cho nên cho dù họ Có cái tôn giáo tốt đến đâu Nhưng vì nội dung bên trong của văn hóa không đủ Cho nên vật chất Chúng ta vừa nói đến chủ nghĩa dị lợi Thì giáo huấn của Thánh Hiền không còn gốc Trong phút chốc đã dục qua cái nếp sống của cả xã hội Trong mấy mươi năm qua liền bỗng chốc đã biến thành xấu đi Cho nên cách gì bằng hữu Chúng ta nhất định có thể sâu sắc mà thể hội Cả cái xã hội chuyển thành xấu Chuyển xấu rất nhanh Chỉ trong vòng khoảng bao nhiêu năm gì Chỉ trong vòng 30-40 năm nay mà thôi Cho nên nhất định phải từ căn bản bắt đầu hạ thủ Mới có khả năng xoay chuyển cái xã hội này trở lại Khổng phu tự nói Hiếu để Là một cái căn bản Của người nhân tự Cho nên người Trung Quốc Đã tìm được căn bản Người Trung Quốc tìm thấy được căn bản Không thể chỉ có bản thân thọ dụng Mà phải thấy có sứ mạng đem cái trí huệ của Lão Tổ Tông Truyền ra Khắp thế giới là khiến bản thân thành người có thái độ và sứ mệnh mà con người thế giới cần có tư tưởng của trung quốc là lấy nhân làm nồng cốt nhân chính là điều mình không muốn đừng làm với người bạn không muốn mình bị người ta đánh thì bạn có thể đi đánh người ta hay không là không thể cho nên chính trị của trung quốc nhấn mạnh cái điều gì là vương thiên hạ Cái chữ vương này Nghĩa là tấm gương cho tất cả thần dân Cho cả đất nước Là lấy cái thái độ này Để mà điều hành đất nước của họ Trị vì cái thiên hạ của họ Cho nên trước giờ Chưa có chủ động chiến tranh với bất kỳ một quốc gia nào Cho nên văn hóa sai khác lớn hay không? Rất lớn Nước Mỹ trong năm 60 năm trở lại đây Đã phát động mấy lần chiến tranh rất nhiều lần rồi Cho nên cái văn hóa bên trong không giống Thì tư tưởng sẽ có khác biệt rất lớn Trung Quốc mấy nghìn năm nay Đều không phát động chiến tranh với ai Là bởi vì có cái thái độ này Chúng ta phải nên làm cái tấm gương cho người khác Chứ không thể đi ức hiếp người khác Vì thế mà những đất nước Lên cận với Trung Quốc Rất là muốn đi đến Trung Quốc để triều cống Vì sao gì? Tại vì nếu như mà họ mang đến là 10 loại lễ vật Thì vì hoàng đế này rất vui Lập tức lại cho gói 20 món lễ vật để tặng lại họ Chúng ta thấy người Trung Quốc rất hiếu khách Cho nên họ rất thích đi đến để triều cống Không chỉ là như vậy mà thôi Họ ngoài việc triều cống ra Còn có một cái nhiệm vụ khác còn quan trọng hơn Đó là tiếp thu tinh hoa của văn hóa Trung Quốc Có không gì? Có thời nhà Hán cũng có, thời nhà Đường cũng có, đều có rất nhiều nước nước ồ ạt đến để học tập văn hóa Trung Quốc. Mà sau khi họ tiếp thu cái văn hóa của Trung Quốc, đều rất là quan hỷ, đều y giáo phụng hành. Cho nên chúng ta hãy xem, bây giờ bạn muốn xem kiến trúc thời nhà Đường, có thể đi đến đâu để xem? Có thể đến Nhật Bản người nhật bản lưu giữ còn tốt hơn cả chúng ta bạn đến hàn quốc mà xem cũng có thể nhìn thấy được rất nhiều những kiến trúc của trung quốc đã hơn nghìn năm được lưu giữ cho đến tận ngày nay nếu như không tốt thì họ có chịu làm như vậy hay không không thể thậm chí là quan niệm tư tưởng của người trung quốc cùng thái độ làm người bây giờ được thể hiện một cách rõ ràng nhất rõ nét nhất là ở quốc gia nào vậy nhật bản ồ các vị trả lời nhanh đến vậy à sao mà không suy nghĩ đến trung quốc vậy chúng ta là người trung quốc chân thật phải phản tỉnh cho thật kỹ càng quốc gia hiện bày cái văn hóa trung quốc tốt nhất lại không phải là trung quốc chúng ta hãy xem cái tuần kịch thương đạo của hàn quốc các vị xem với người những người khi mà gặp nhau thì họ đều chào như thế nào đều hết sức cung kính mà cúi đầu chào một cái cho dù là một số đối thủ ở trên thương trường làm ăn nhưng vẫn không mất đi sự tôn trọng giữa người với người với nhau thí dụ như người trong tuần kịch khi mà muốn bước vào nhà thì làm gì trước tiên thí dụ như là chào hỏi một chút với người ở trong nhà xin chào các vị tôi là thượng ốc rất là lễ phép còn các vị thấy bọn trẻ hiện nay thì sao Cửa cũng không gõ Liền xông thẳng vào trong Nếu như mà thấy cửa đang bị khóa Thì liền gõ Mở cửa mở cửa Mở cửa mau lên Cái lễ phép này Đều đã không được truyền trở lại Cho nên văn hóa Trung Quốc được tốt Sắc sắc thực thực Không phải là người Trung Quốc nói tốt thôi Mà rất nhiều quốc gia đã tiếp xúc qua văn hóa Trung Quốc Đều vô cùng tán thán Thậm chí là đều được truyền thừa vì sao mà bản chất của văn hóa trung quốc thì rất có tính dung nạp chứ không phải tính công kích cho nên bất kỳ một văn hóa nào khác văn minh nào khác hãy gặp được văn hóa trung quốc thì sẽ như thế nào sẽ được văn hóa trung quốc dung nạp hết vào bên trong hợp thành một thể vì vậy chúng ta có nhiều dân tộc đến như vậy đều hòa hợp thành một cái đại văn hóa trung quốc nào là hán mãng mông hồi tạng miêu giao Bây giờ có còn phân biệt hay không? Không còn nữa Không chỉ dân tộc Trung Quốc có thể dung nạp vào Đến cả Phật Pháp Đại Thừa của Ấn Độ Vừa đi vào văn hóa Trung Quốc Không những không có bài trừ ngược lại Còn dung nạp vào rất là nhanh chóng Cho nên văn hóa Trung Quốc Không phải đi ép bức người khác tiếp thu Mà là tự mình làm tốt chính mình Có được cái đức hạnh đó Tự nhiên sẽ khiến người khác rất quan hỷ Mà đến tiếp nhận văn hóa của bạn Cho nên người Trung Quốc không phát động chiến tranh với bên ngoài Từ bản thân chúng ta phải nắm cho thật rõ Cái chủ tâm này của người Trung Quốc Bạn mới có thể hiểu được nền văn hóa Trung Quốc Thì mới có thể biết được Cái nguyên nhân bắt nguồn sâu xa Là nằm ở đâu Sở dĩ bởi vì văn hóa Trung Quốc lấy nhân làm trung tâm Nhân ái Mà cái nhân ái này căn bản là nằm ở đâu ở hiếu đạo lại mở rộng ra biết giúp đỡ nhau biết thương yêu nhau mới có thể tiến bước mạnh mẽ đến mục tiêu thế giới hòa bình thế giới đại đồng Con đường này chúng ta gì nhìn thấy Rất quan nghĩ Có muốn đi hay không? Rất muốn đi Từ ai bắt đầu đi? Từ khi bản thân chúng ta hiểu được Thương yêu giúp đỡ lẫn nhau Mà bắt đầu làm Mà mỗi một người tuân theo Cái giáo huấn của Thánh Hiền Đều sẽ sản sinh ra cái sức ảnh hưởng to lớn Chúng ta lấy một cái thí dụ Bà hứa thiết ở Singapore Bà cũng là một người phụ nữ bình thường Nhưng mà cái tâm của bà là gì? Là thời thời khắc khắc nghĩ đến người khác Và nói tất cả mọi người đều là anh chị em của tôi Cho nên bà biết giúp đỡ người Biết yêu thương người Cho nên trong khi Bà tiếp xúc những con người này Đều có thể cảm nhận được cái lòng tự ái của bà Cảm nhận được cái tâm sức này của bà cho nên những người này khi ở cùng với bà cảm thấy xã hội tràn đầy ấm áp tràn đầy ôn hòa không khác gì một cái thế giới đại đồng cho nên mỗi một người tiếp nhận giáo huấn của thánh hiền họ đều có thể dùng cái thâm này để đối với người sẽ phát sinh ra cái sức ảnh hưởng rất lớn và một lực lượng thiện lành chúng ta lấy một cái thí dụ phạm trọng im tiền lương của phạm trọng im nuôi được bao nhiêu người mấy trăm hộ gia đình bởi vì ông có cái tấm lòng gì ông có cái tấm lòng lo trước cái lo của thiên hạ và vui sau cái vui của thiên hạ cũng thường suy nghĩ cho mọi người mọi lúc mọi nơi suy nghĩ cho đất nước cho nên đã được rất nhiều người tôn kính đối với ông với lại sức ảnh hưởng của ông không chỉ có triều nhà tống, thậm chí còn kéo dài đến rất nhiều triều đại, đều lấy cái khí phách của ông làm tấm gương cho cuộc đời mình. Vì vậy chân thật là một người y theo giáo hướng của thánh hiền nhất định có thể tạo lập ra một cái dinh rất khác, khác với cái tình trạng hiện tại của xã hội đoàn thể. Cho nên chúng ta rất có cái lòng tin đối với sự giáo hướng của thánh hiền. Rất nhiều người nhìn thấy cái phương hướng này liền cảm thấy việc này Như là cái lý luận nằm ở trên mây Giới không tới nổi Có cái suy nghĩ như vậy hay không? Quả thực tại vì sao Không có cách nào đi theo cái phương hướng này Là vì chúng ta không có thực sự suy nghĩ cho người khác Từ đẩy lòng mình Thay người làm tấm gương tốt Chúng tôi có một lần đi trên đường Có sáu đứa bé đang xếp thành một hàng một đang lúc chúng tôi vừa đi tới một lớp học Vừa đi thì chúng tôi cũng vừa nhặt rác Cứ như vậy một đường lượm ngang qua Cũng đúng lúc Có lớp học sinh cấp 2 vừa tan học Trên tay cầm miếng xúc xích Còn cầm ly trà sữa trân châu Vẫn đang ở đó Vừa đi Vừa ăn như vậy Nhìn thấy Có một số bạn nhỏ cũng khoảng chừng 6-7 tuổi gì đó Đang ở bên đường Tranh nhau lượm rác Lượm rất là sạch sẽ Đột nhiên những học sinh cấp 2 này nhìn thấy Rất cảm động Liền nói với các bạn học Mấy đứa nhỏ đều đang lượm rác kìa Chúng ta đừng có dứt rác nữa Các vị xem Đứa trẻ 6 tuổi Còn âm thầm ảnh hưởng thay đổi được cái xã hội này Quan trọng nhất là Chúng đã chân thật làm ra được Thì sẽ khiến người khác cảm động Thế thì sau khi sáu người bạn nhỏ này đã đi khỏi Thì người bạn học sinh cấp 2 này nói bằng tiếng Quảng Đông Chỉ có duy nhất một đứa nhỏ nghe hiểu được tiếng Quảng Đông Cho nên khi vừa bước vào trong lớp học Thì người bạn nhỏ này liền bắt đầu phiên dịch lại cho các bạn học khác nghe Nó nói các bạn hãy xem các anh đó Các anh bởi vì nhìn thấy chúng ta đi lượm rác Cho nên mấy anh này thấy rất là ngại mà nói là sau này sẽ không còn dứt rác nữa Vì thế khi mở một đứa trẻ Có thể biết suy nghĩ gì người khác Biết suy nghĩ gì cái xã hội Khi đó thì sẽ đều có cái tâm này Mục tiêu thế giới đại đồng tuyệt đối Không phải là một ước vọng Mà là ở trong tầm tay Bởi vì hiện nay Người chân thật tuân theo giáo huấn của Thánh Hiền thì quá ít Cho nên cái sức ảnh hưởng này Mới không phát ra nổi Chúng tôi tham gia thúc đẩy nền văn hóa Trung Quốc Tính cho đến bây giờ mới được thời gian Hơn một năm, một tháng Người đến nghe buổi giảng của chúng tôi đã vượt hơn 10.000 người Sách mà chúng tôi đã phát ra cũng đã vượt hơn 50.000 nguyễn Chúng tôi trên xe buýt ở thành phố Hải Khẩu Là do bạn của chúng tôi đã nói với tôi Lên xe buýt còn nghe được các bạn nhỏ đang đọc đề tử quy cho nên chân thật Chỉ cần chúng ta chịu đi làm Chương trình tốt đẹp này của xã hội Sẽ nhanh chóng được khởi động Có rất nhiều người sẽ nói Văn hóa Trung Quốc Nếu tốt như vậy Sao cổ văn Là văn ngôn văn lại bị phế bỏ đi Rất nhiều người sẽ chất vấn những vấn đề này Thậm chí là còn nói Văn hóa Trung Quốc nếu như tốt Tại vì sao mà Trung Quốc trong 100 năm lại đây là yếu đuối đến như vậy Những cái không tốt này thì đổ cho ai Điều đổ cho văn hóa Trung Quốc không tốt Cái này chính là chiều sâu suy nghĩ chưa đủ Sự phán đoán chưa được tốt Tại vì sao mà Trung Quốc Trong 100 năm trở lại đây Bị cường quốc xâm phạm Khiến chúng ta phải chịu khổ nhiều như vậy Nguyên nhân do đâu Mạnh Phu Tử có nói một đoạn khi tôi cảm thấy chấn động mạnh phu tượng nói mỗi một người nhất định đã tự sỉ nhục chính mình người khác mới đến sỉ nhục họ một cái gia đình nhất định đã tự phá hoại rồi người khác mới thừa cơ xông vào một quốc gia nhất định là tự mình nội bộ phân tranh tranh quyền đoạt lợi người ta mới lợi dụng sơ hở mà đến đánh bạn cho nên yếu kém của trung quốc không thể đẩy trách nhiệm cho người ngoài đổ cho cường quốc phải phán tịnh một chút Bản thân chúng ta Tại vì sao lại trở nên hỗn loạn nội bộ như vậy Tại vì sao người Trung Quốc không đoàn kết Phải tìm cho ra nguyên nhân Trường nhà Thanh Đã từng là cường quốc thế giới Sau đó cũng đã bị đánh bại rồi Triều Thanh tại vì sao lại thịnh Thời gian mà họ xem trọng văn hóa Trung Quốc nhất Thì quốc gia thịnh dường nhất Đến khi mà họ không xem trọng văn hóa Trung Quốc nữa Đất nước mới dần dần thất thế Bởi vì Triều Thanh khi sắp đến thời kỳ tận mạc Đã xuất hiện từ Hy Thái Hậu Ban đầu lúc mà Triều Thanh hưng thịnh Mỗi ngày đều giảng văn hóa Trung Quốc Giảng kinh điển Cho nên cả hoàng tộc Và cái đại thần quan niệm tư tưởng đều rất chính xác cho nên đất nước rất là hưng thịnh Sau này có thể là do Từ hy thái hậu nắm quyền Những lúc ngồi mà nghe giảng giải Thì cảm thấy toàn thân không được thoải mái Bởi vì mỗi một câu Đều giống như đang mắng bà Cho nên bà rất không hài lòng Hết được rồi Ngày mai không cần giảng nữa Ngừng giảng như vậy xong Thì tư tưởng quan niệm con người Bắt đầu hỗn loạn Đến sau cùng đất nước cũng vậy Nhân dân cũng vậy Đều không còn cách nào để đoàn kết tư tưởng Sau khi tư tưởng Tự tư tự lợi thì đất nước yếu thế Nước mạnh mới thừa cơ hội đó Mà tiến đánh bạc Cho nên cơ bản vẫn là tại mình Cũng giống như văn hóa Trung Quốc lớp cổ dân Nên bị phế bỏ Vấn đề thực sự không phải do ông Hồ thích Cũng không phải bởi những người tham gia Phế bỏ cái lối cổ dân này Đó không phải là căn bản của vấn đề Căn bản của vấn đề ở đâu dạng pháp nhân duyên sanh mới có thể chiêu cảm được cái kết quả mà đạo lý nhân duyên quả này có tác dụng với tất cả dạng vật các gì bằng hữu một người cũng vậy một cái gia đình cũng vậy một cái đất nước cũng vậy bằng đều có thể dùng cái đạo lý này để quán chiếu mà chân thật tìm cho ra được cái nguyên nhân cái nguyên nhân sở dĩ mà văn công văn bị xóa bỏ là ở người đọc sách lời nói không đi với việc là khi kẻ đọc sách nói một đằng là một nẻo người bất mãn thì tâm tình bắt đầu từ từ soi sục các vị là những người đọc sách giáo huấn của thánh hiền học cho đến sau cùng đều là cổ hủ đều là nói một đằng là một nẻo cái tâm tình bất mãn liền bắt đầu thai ngén. nếu như lại gặp được cái duyên phần vận động ngũ tứ cái hoạt động này khi mới triển khai là muốn trừ bỏ cái cũ nhưng mà là muốn trừ bỏ cái không tốt mà thôi chứ không phải là một mực đem phủ định hết tất cả những cái cũ cho nên cái tâm tình hóa này nguyên nhân căn bản nằm ở đâu người đọc sách nói làm không như nhau cho nên văn hóa trung quốc thất bại thất bại ngay nơi người đọc sách thánh hiền như chúng ta không ở nơi người khác đáng xấu hổ chính là bản thân chúng ta cho nên chúng ta có thể đem nguyên nhân thật sự tìm ra được mới có thể sửa chữa lỗi lầm bắt đầu nói sao làm vậy khiến cho càng nhiều người sản sinh cái lòng tin đối với giáo huấn của thánh hiền cái điểm này vô cùng quan trọng cho nên vì sao Tư tưởng quan niệm Chúng ta nên lựa chọn cho chính xác Phát triển cái tư tưởng quan niệm Theo cái hướng này Giáo hướng của Thánh Hiền nhất định phải bắt đầu dạy từ hiếu thảo Từ cái tâm nhân ái mà bắt đầu thực hiện Khi bạn có thể hiểu được rõ ràng sự phát triển của tư tưởng Đông Phương, Tây Phương bạn mới biết được mà lựa chọn cho nên lựa chọn nhất định phải có một cái tiền đề phải có khả năng phán đoán chính xác mà sức phán đoán cần phải có cái lý trí chính xác có trí huệ như vậy mới được Xin hỏi các vị bằng hữu Trí huệ thì học từ đâu? Chúng ta đều muốn có được trí huệ Vậy thì trí huệ học từ đâu? Như lúc mới bắt đầu có hỏi Nên hay không nên xem quyển sách tâm lý học người 60 tuổi viết bạn đem cái tư tưởng quan niệm của bạn đặt vào suy nghĩ của một người Gián bài cược này quá nguy hiểm rồi Không chỉ có thể đem bản thân ra cược Mà cả con cháu đời sau Cũng bị đem ra đánh cược Cái lý trí chân thật Cái trí huệ chân thật Tuyệt đối không phải một ai đó nói thì là được Mà nhất định phải được Ấn chứng Trong lịch sử suốt mấy nghìn năm Những cái đạo lý này Quả thật là chân thật bất hư Cái này mới là cái lý trí chân thật Cái trí huệ chân thật Cái chân lý thật sự Thì sẽ siêu vượt không gian và thời gian Chúng ta hãy xem hiếu đạo của chúng ta Có siêu vượt thời gian hay không Có Ba ngàn năm trước phải hiếu Ba ngàn năm sau cũng phải hiếu Không chỉ siêu vượt thời gian Còn siêu vượt không gian Tại Trung Quốc người ta cảm thấy là Làm người phải như vậy mới đúng Thời gian chúng tôi tổ chức lớp học tại Úc Châu Có rất nhiều người Úc Đã ngồi luôn dưới đất để nghe đệ tử quy Nghe đến câu chuyện của Mẫn Tử Khiên Tôi ngồi ở phía sau Nhìn thấy họ nghe một cách say xưa Mà gật đầu liên tục Chúng tôi dùng tiếng Anh để mà giảng cho họ nghe Kết quả sau khi giảng bài xong Thầy giáo đứng lớp cùng họ ngồi lại với nhau để chia sẻ những cảm nhận sau khi nghe giảng xong người nước úc nói là làm người nên như thế thì mới được chứ họ cũng cảm thấy được làm người như vậy thì rất là thú vị chỉ là bên trong cái văn hóa của họ không có cái tình tiết này mà thôi cho nên hiếu đạo bằng đến bất cứ đâu trên thế giới để quảng bá không có ai mà không thích cả chân lý thật sự tuyệt đối sẽ siêu dược không gian Chúng ta muốn học tập Nhất định cái chân lý và trí huệ Không hề khác với ngày xưa Đây mới là đáng để cho bạn học tập Bạn có cái nhận biết như vậy Bạn mới có thể lựa chọn được Cái tư tưởng nào đối với bản thân Và đời sau Mới là cái phúc phần chân thật Bạn mới có thể nhìn thấy thấu suốt Tiếp theo chúng ta hãy suy nghĩ một cái vấn đề chúng ta phải lựa chọn cái cuộc sống như thế nào thì mới đi đến hạnh phúc chúng ta phải lựa chọn cái cuộc sống như thế nào mới có thể khiến con cháu đời sau của chúng ta cũng có thể đạt được viên mãn <laughs> cách hoạch định cuộc đời của người tây phương và người đông phương không như nhau tuổi thơ của người tây phương là thiên đường tuổi thơ của người tây phương là thiên đường tuổi thơ là thiên đường trung niên là cái gì họ chủ trương cạnh tranh cho nên tuổi trung niên là cái gì là chiến trường tuổi già là gì là nấm mồ bởi vì họ không có hiếu đạo cho nên người sau khi về hưu ngày ngày ở trong viện dưỡng lão ngồi ăn mà chờ chết rất nhiều người tuổi già không muốn đi đến viện dưỡng lão họ nói tôi không muốn biến thành Số 27 Số 35 Số 68 Người ta có tên có họ Đến vì dưỡng lão thì biến thành cái gì chứ Biến thành cái chỗ đầm Sau đó Đến khi tất cả những người bạn này trò chuyện mà nói rằng Số 35 đi rồi Số 42 cũng đi luôn rồi Mỗi ngày đều nghĩ chừng nào thì đến mình Cho nên đến khi cuối đời không có thiên luân chi lạc khi mà không có sự hiếu đạo những năm cuối đời nội tâm hiếu quạnh rất trống rỗng chúng ta hãy xem người phương tây thì nghĩ là con trẻ nên để chúng chơi cho đã muốn cái gì thì cho chúng cái đó khi cái phương pháp này được dần dục đời sau tuyệt đối sẽ rất thích sài ti Xài tiền mà không biết được cái giấc giả của sự kiếm tiền Có đạo lý hay không? Đúng vậy Mà một khi thế hệ sau thực sự hình thành cái thói quen ưa thích xài tiền Có dễ thay đổi hay không? Không dễ thay đổi Nên để dành Thì khó, xài thì dễ Từ xa xỉ muốn đi đến tiết kiệm thì rất khó khăn Cho nên cái việc này đều không hề suy nghĩ đến Cho nên nghĩ là con trẻ muốn cái gì thì sẽ cho chúng cái đó cho nên hiện tại có rất là nhiều thanh niên Hơn 10 tuổi mà vẫn chưa ra xã hội Cái thẻ tín dụng không biết Đã làm hỏng hết mấy cái rồi Khi quẹt thẻ Thí dụ cái thẻ này có thể thanh toán nhiều nhất là 10 ngàn Mà nó lại quẹt vượt quá Sau đó lại đi làm một cái thẻ khác Còn chưa biết kiếm tiền Đã tốn tiền như vậy rồi Mà còn chưa có ra ngoài xã hội Tín dụng xã hội của nó không biết sẽ làm bị hư hỏng nghiêm trọng tới mức nào nữa Tại vì sao nó rõ ràng là biết cái sự tín dụng ngoài xã hội của mình sẽ bị làm hỏng Mà nó vẫn cứ muốn dùng Vì sao vậy? Cái dục vọng của đó Đã mở ra Khống chế không được Vì thế thánh hiền nhân Trung Quốc rất thấu hiểu Dục vọng nhất định phải thiết chế Cho nên nói dục vọng là dược thẩm người trung quốc rất hay sử dụng thí dụ dục vọng rất trừu tượng lấy cái dịch thẩm đi làm thí dụ ý đó một bước xa chân xuống lúc nào cũng thể tan xương nát thịt cho nên cái đời sau của chúng ta đã tiêu xài quá nghiêm trọng rồi khi chúng ta tiêu xài nghiêm trọng đến như vậy giờ ra xã hội có thể sẽ mắc nợ ngay lập tức cho nên người nước mỹ rất nhiều người tây phương cả đời đều là mắc nợ người ta và bởi vì mắc nợ người ta nếu như tháng sau mà trả không nổi thì như thế nào thì nhà của họ sẽ bị tịch thu xe cộ cũng bị tịch thu cho nên họ giấu sức kiếm tiền cũng không dám nghỉ một ngày nào. cho nên là chiến trường, bởi vì họ phải kiếm tiền, họ phải cạnh tranh với người khác, họ phải đánh bại người khác. cho nên cuộc sống có dễ dàng hay không, rất khó chịu. người xưa có câu người không có nợ thì thân tâm nhẹ nhàng, mỗi ngày đều nghĩ đến phải trả nợ, ngày tháng như vậy, cho dù mỗi ngày ngồi trên chiếc ghế sofa hay chiếc giường thật cao cấp, tôi thấy cũng chẳng có gì thú vị. như vì thói quen hưởng thụ của họ đã hình thành cho nên bây giờ những phúc lợi xã hội của họ những năm cuối đời rất phong phú sau khi người già rồi thì có nhà nước chăm lo mà chúng ta nhìn thấy rất ngưỡng mộ tốt thật sự bạn xem nhà nước đều lo xin hỏi tiền ở đâu mà ra gì rất nhiều vấn đề chúng ta hãy thử suy nghĩ xem tiền ở đâu mà có người nộp thuế không chỉ từ người nộp thuế còn từ ở đâu chúng ta có rất nhiều phúc lợi xã hội để dùng tiền của con cháu đời sau các gì bằng hữu lão tổ tông của chúng ta có làm qua cái việc này hay không tuyệt đối không có lão tổ tông của chúng ta luôn luôn suy nghĩ những gì là truyền lại cái gì cho con cháu bởi vì có hiếu đạo Thì đời trước và đời sau không thể tách rời Phương Tây gì đã hưởng thụ phức lợi xã hội Cho nên tiền của đời con cháu thứ hai thứ ba Đều bị phát hành công trái Bắt đầu sử dụng rồi Cho nên chúng ta không thể ngưỡng mộ như vậy Vậy tại vì sao rõ ràng là Đã dùng đến tiền của con cháu đời sau Tại vì sao mà người nắm quyền hành Không đem chế độ thay đổi lại một chút bởi vì đó là lựa chọn của họ chỉ cần họ sửa đổi họ sẽ không chọn lựa nữa cho nên họ cũng không muốn thay đổi không ai dám động đến vì thế đã tiêu tiền của con cháu đời sau càng tiêu càng nhiều cho nên trách móc con cháu đời sau thì trách ai là thê thảm nhất nên trách đời trước rất nhiều vấn đề đáng để chúng ta suy nghĩ cho thấu đáo không thể chỉ nhìn bề ngoài trong cả một cái chế độ phúc lợi chế độ của singapore được tính toán rất tốt cho nên trong khi mà họ còn là thanh niên trong số tiền lương được lãnh thì sẽ lấy một số tiền ra dự phòng cho việc dưỡng lão để dùng khi về già chứ không phải dùng đến tiền của con cháu đời sau cho nên cách hoạch định cuộc sống như vậy cuộc sống sẽ trải qua không được hạnh phúc không được tự tại cái phương pháp hoạch định cuộc sống của người trung quốc thì như thế nào tuổi thơ của người trung quốc là dùng để tích phước đợi đến khi họ trưởng thành thì hiểu được mà tạo phước để già hưởng phước Phước của con người lúc nào hưởng thụ Thì mới là chân thật Lúc về già Cho nên có một câu tục ngữ nói Thiếu niên đắc chí đại bất hạnh Tại vì sao? Lại là thiếu niên đắc chí đại bất hạnh gì? Bởi vì lúc còn trẻ tuổi như vậy Mà đã được hưởng quá nhiều phúc vần rồi Phước mà đến Thì liền hưởng phước mà hưởng phước con người dễ bị đọa là Cái gì cứ xem rất nhiều thanh niên gì được hưởng phước Thì chúng cảm thấy phước phần này là mình đáng có được Ngược lại điều tự tôn xem người không ra gì Dẫn chứng cho việc này thì rất nhiều Cho nên lão tử nói hòa phước tương ý Khi phước mà đến thì hòa cũng đến rồi Nhưng khi họa mà đến thì phước cũng theo sao Cho nên là một con người thời gian lúc còn trẻ Phải biết chịu khổ Trả giá nhiều Xem thấy là quả Trên thực tế Phước Cũng đã từ từ đến gần rồi Cho nên họ khi trung niên về già Thì Phước báo liền hiện tiền Cho nên cuộc sống con người Phải được tổ chức như vậy Thì mới đúng Chúng ta cùng xem thử Làm thế nào để con cái tiếp bồi Phước báo Từ nhỏ phước là bồi từ đâu tích từ nơi nào tục ngữ chúng ta nói ruộng phước nhờ có tâm cài khi mà một đứa trẻ ngay từ nhỏ đã được bồi dưỡng là những cái thiện nguyện thiện niệm nó thời thời khởi tâm đồng niệm đều là tăng trưởng phước phận cho cuộc đời nó cho nên rất có nhiều người nói Một con người có cống hiến đối với xã hội Cũng phải là khoảng 20 tuổi Cho đến Thí dụ như là trước lúc người đó về hưu Trong mấy mươi năm này mới chân thật là cống hiến cho xã hội Thực tế không phải Một đứa trẻ Nếu như chân thật tiếp thu Giáo huấn của Thánh Hiền Chúng từ nhỏ đã có thể làm được lợi ích cho xã hội Lấy ra một cái thí dụ Có một đứa trẻ ở Hải Khẩu Nó đến lớp học Học xong được một tiết học về điện tử quy Nó trở về nhà Cha mẹ của nó đã hỏi nó Hôm nay con đã học được những gì Đứa trẻ không cần suy nghĩ liền trả lời ngay Hiếu thuận cha mẹ Bốn chữ gian lên rất là có lực Cha mẹ nó nghe xong cũng rất vui mừng Đứa trẻ hai tuổi Mà đã nói ra được như vậy Ngày thứ hai trở về Không hề kêu nó Nó đã lập tức đi rót ly nước Rót ly nước nóng Đem đến cho cha mẹ nó uống đó là những thứ mà nó học được từ tiết học thứ hai. Cho nên một đứa trẻ mà tiếp nhận cái dấu huấn của Thánh Hiền, từ nhỏ đã biết phục vụ gia đình. Từ nhỏ đã làm lợi ích xã hội. Các vị bằng hữu, nếu như nó không có làm ra được những việc như vậy, bây giờ tôi có thể kể ra được hay không? Nhưng mà những thí dụ như thế, nếu như được kể ra, đối với cái nếp sống xã hội, đối với rất nhiều trẻ nhỏ là cái tấm gương Vì vậy khi bà ngay từ nhỏ đứa trẻ Đã có cái tâm như vậy Nó đã làm ra cái kiểu mẫu rất lớn cho gia đình Cho xã hội Cũng là đang tích cái phước phận cho mình Vì thế cuộc sống của nó Ngay từ nhỏ đã bắt đầu sản sinh giá trị Khi mà nó có thái độ làm người xử thế như vậy Nó mà bước ra xã hội Không chỉ là nghĩ cho chính mình Mà còn vì xã hội Ra sức, cố gắng Đây là bổn phận của nó Lượng lớn Phúc sẽ lớn Cho nên nó có cái tâm lượng như vậy Phúc nhất định lớn Đợi cho đó cống hiến đối với xã hội rồi Đến khi về già rồi Thì Phước sẽ tự nhiên mà tới Rất nhiều người lại nói Cuộc sống của người sau khi về hưu Sẽ không có cống hiến gì cho xã hội Cho nên chỉ tính cuộc đời là từ giữa 20 cho đến 60 tuổi Thực tế một đứa trẻ có trí huệ Mà tiếp nhận giáo huấn của Thánh Hiền Không chỉ từ nhỏ đã có thể cống hiến cho xã hội Mà còn Càng sống càng có giá trị Vì sao vậy? Bởi vì họ có cái tâm niệm này Cuộc đời của họ trí huệ sẽ mỗi năm một tăng lên Mà không có gián đoạn Các vị bằng hữu Đại lão sư Thích Tịnh Không Đã 78 tuổi rồi Đi đến một địa phương nào Tất cả nhân dân đối với Ngài Đều vô cùng kính yêu giá lại đều cần đến trí huệ của Ngài Để dẫn dắt cho cuộc sống của họ Cho nên khi con cái chúng ta từ nhỏ Mà có thể trồng xuống được cái gốc của Thánh Hiền Cuộc đời của nó nhất định là càng sống càng giá trị Đến khi dì già Rất nhiều thanh thiếu niên sẽ tự mình tìm đến Cứ về ba ngày thì lại có người mang thức ăn Mang trái cây đến thăm họ hy vọng được họ chỉ dạy cho. Vì thế một người mà tiếp nhận giáo huấn thánh hiền, giá trị của cuộc đời họ từ nhỏ cho đến già chết đều là có giá trị, thậm chí là sau khi đã qua đời rồi, cái giá trị ấy cũng không bị mất đi. Các vị bằng hữu, Phạm Trọng Im chết rồi phải không? Không là Phu Tử chết rồi phải không? Tôi có một lần vì phải đi đến Hải Khẩu Hải Khẩu có một nhân vật rất là nổi tiếng Là Hải Thụy Chúng ta đều nghe qua Hải Thụy từ quan Hải Thụy vô cùng thanh liêm Lúc cuối đời nhà Minh Hoàng quan nắm quyền Khi đó xã hội rất loạn Nhưng nơi nào mà Hải Thụy đi đến Nhân dân đều xếp hàng để nghênh đón ông bởi vì biết rằng chỉ cần hải thụy mà đến thì tất cả tham quan ô lại đều bỏ chạy hết hải thụy còn chưa đến bọn chúng tự mình đều cuốn gói nhanh chân bỏ đi hết cho nên có gì quan tốt có cái tâm niệm niệm gì nhân dân như vậy xuất hiện nên có thể cảm động biết bao nhiêu là lão bá tánh này khi hải thụy qua đời là ở tại nam kinh đêm linh cữu của ông mang về lại hải khẩu nam kinh mua người đổ xô tất cả nhân dân đều tự mình mặc cái áo tang để tiễn đưa quan tài hải thụy đi cho nên người đọc sách chỉ cần chân chánh làm ra được những gì thánh hiền giáo huấn tuyệt đối sẽ khiến người cảm động thậm chí còn có thể đánh thức cái tâm hiếu thiện hiếu đức của người khác cho nên cần phải có càng nhiều đứa trẻ tiếp nhận giáo huấn thánh hiệp rồi biểu diễn cho càng nhiều người xem, xã hội chúng ta liền có thể xoay chuyển trở lại. Khi tôi bước vào đền thờ Hải Thụy để tham quan mộ ông Hải Thụy, chợt có một bức tranh, là bức tranh vẽ tả một cảnh tượng trong gia đình Hải Thụy. Rốt cuộc khi vừa bước vào cửa thì nhìn thấy hai hàng chữ là hàng chữ gì là lời dạy của phạm trọng im cư miếu đường chi cao tắc ưu kỳ dân xứ giang hồ chi viễn tắc ưu kỳ quân ý nghĩa nói là phạm trọng im chỉ cần là khi còn làm quan cho triều đình niệm niệm điều nghĩ làm sao để khiến cuộc sống nhân dân được tốt hơn làm sao để phúc lợi cho người dân được nhiều hơn nếu như ông bị giáng xuống một nơi xa xôi nào đó mà không phải là lúc được ở trong triều đình ông cũng niệm niệm nhớ nghĩ đến hoàng thượng nhớ nghĩ nhân dân làm thế nào để lợi ích đối với triều đình đối với nhân dân cái lòng thành này của phòng trọng im đã làm cảm động ai đã cảm động hải thụy triều nhà minh của mấy trăm năm sau vì thế khi một con người chân thật Có cái đức hạnh Sinh mệnh của họ thì sẽ tiếp diễn vô hạn Cho nên phạm trọng im ở trong người tôi Giáo huấn của ông cũng đã kéo dài tới cuộc đời của tôi Thời gian tôi còn học cấp 3 Bởi vì là Dồn hết vào thi cử Cái gì cũng đều không nhớ nổi Chỉ nhớ được hai câu nói một câu nói là của ông Phạm Trọng Im, lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Cuộc sống quả thật rất kỳ diệu. Khi đó tôi đang học là nhạc dương lầu ký. Bởi vì tôi mà nhìn thấy cổ văn thì liền nhức đầu. Trong quá trình học thì đã mất hết hứng thú rồi. Đột nhiên đọc đến cái câu đó, lo trước cái lo của thiên hạ, Vui sao cái vui của thiên hạ Đột nhiên giống như là Có ánh sáng chiếu trước mặt vậy Bỗng nhiên cảm thấy rất xúc động Sự cảm động không tên Kéo dài như vậy 10 giây Sau 10 giây đó thì đã thấy tối trở lại Cứ sáng rồi tối như vậy Để sáng là như vậy lần nữa Thì phải mất bao lâu sau 10 năm Các vị bằng hữu Cái ánh sáng này lại có thể sáng lại sau 10 năm Tôi mới có cơ hội mà cũng sáng trở lại Các vị bằng hữu Đời người có mấy lần 10 năm Đáng tiếc đến như vậy Tuyệt đối không để cho xảy ra một lần nữa Với học trò của tôi Cho nên tôi vừa nhận lớp Thì bắt đầu để bọn trẻ của mình Tiếp nhận giáo huấn của Thánh Hiền mới bắt đầu cũng là đệ tử quy mà học khi chúng ta chân thật mà hiểu được tư tưởng của người trung quốc và trí huệ của thánh hiền nhân mới có thể thật sự giải quyết được vấn đề của xã hội của thế giới vậy thì chúng ta nhất định phải có một học vấn chân thật mới có thể thật sự tạo ra cái hạnh phúc mỹ mãn cho gia đình xã hội và thế giới cho nên bản thân chúng ta đã hiểu được những cái tốt của văn hóa trung quốc tự mình phải nhanh chóng thâm nhập vào văn hóa này trước khi muốn thâm nhập nhất định phải lấy được một cái pháp bảo là pháp bảo gì vừa rồi mới nói cái pháp bảo truyền thừa mấy nghìn năm trí huệ là gì là cổ văn tôi tin rằng rất nhiều người nhìn thấy cổ văn không chỉ có tôi nhức đầu hình như rất nhiều người cũng sẽ nhức đầu có phải không cổ văn. Lúc tôi mới 25, 26 tuổi gì đó thì chính giáo sư Thích Tịnh Không ngài đã nói một đoạn. Đó là nói đến bốn nền dân minh cổ, chỉ còn lại một cái, bạn có biết tại vì sao chỉ còn lại Trung Quốc hay không? Cái câu nói như vậy đã khiến cho tôi chấn động rất lớn. Sau này chúng tôi mới thật sự đã hiểu được Chính là phát minh ra lối văn ngôn văn này Mới thật sự truyền được trí huệ đến mấy nghìn năm Cho nên lão tổ tông nghìn năm trước Đã nhớ nghĩ đến con cháu của nghìn năm sau Cái ân huệ này sâu biết bao Vậy biết bao Chúng ta là ngồi ở dưới bóng cây mà hưởng mát Kết quả hiện nay Được hưởng bóng mát của lão tổ tông Mà lại lấy cây búa Chặt bỏ cái bóng cây đó đi một người bị giảm phước không thể so với bất hiếu cha mẹ và cái hành vi chói bỏ trí huệ lão tổ tâm của mình là sự việc giảm phước hơn hết vì thế khổ nạn của người trung quốc đã đến rồi đời sau không còn hiếu thảo nữa được rồi Buổi dẫn này tạm nói đến đây thôi, cảm ơn mọi người. Na mo amida fa